Mình xin cả nhà cô chú anh chị em nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình nấu một món canh dinh dưỡng nha. Ở đây là có củ cải trắng, củ cải đỏ, củ dền, nấm đông cô tươi, đậu hũ, gia vị thông thường cũng đường muối bột ngọt nha. Mùa này ruồi quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước lên mình nấu nha. Mình nấu sẽ không cho dầu cho mỡ gì hết nha. Mình nấu để cho cô chú lớn tuổi ăn, mà những người kiêng dầu kiêng mỡ á. Bây giờ mình bắt cái nồi nước lên nha. Bây giờ mình bắt cái nồi lên, mình cho vào đây hơn nửa lít nước. Mình cho củ cải trắng vào, cho củ dền vào luôn nha. Bây giờ mình cho nấm vào nha, cho đậu hũ vào luôn. Bây giờ mình liêm liếm luôn nha, cho vào đây chừng nửa muỗng cà phê đường thôi, tại vì mình nấu rau củ quả nó sẽ ra chất ngọt lắm. Nửa muỗng cà phê bột niêm, cho vào xí muối, xí tiêu, cái này cô chú anh chị em có thể mình mua thêm củ cải khoai lang tây á các bạn, khoai lang bỏ hồi sáng mình đi qua bên quán mua không có, chứ mình cho khoai lang tây vào nữa ngon lắm nha. Cái này là thiếu khoai lang tây, chia sẻ mà thiếu các bạn thông cảm nha, tại vì mua bên quán không có, mà mình mua lỡ mấy cái này về mình để 2-3 bữa thì sợ bị hư, nên mình chia sẻ các bạn cô chú anh chị em có thể thích nấm nào, nấm rôm, nấm này nấm kia, thích nấm nào thì mình cho vô. Ồ, với mình cho thêm khoai lang tây nữa ngon nha. Đó, bây giờ mình nấu cho nó chín nấm cho nó ra, nấm nước này ngọt lắm. Mình niêm vậy là vừa ăn rồi đó. Bây giờ mình nhắc xuống nha. Bây giờ mình cho hành lá ngò rí vào. Niêm canh này thì hành lá với ngò rí thì nó đúng. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc xuống nha. Bây giờ mình nhắc xuống rồi, mình cho thêm hành lá vào. Cho mình cho thêm một tí xíu tiêu nha. Tí xíu tiêu cho nó thơm nó ngon. Bây giờ món canh của mình hoàn tất rồi. Đây canh dinh dưỡng nha. Các bạn cô chú anh chị em nhớ mua khoai lang tây bỏ vô nha. Cho vào canh nó rất là ngon nha. Thôi giờ mình xin chào nha. Chúc cả nhà nấu món canh đơn giản như vậy mà ăn ngon miệng nha. Và những cô chú lớn tuổi là không ăn dầu mỡ, mình chỉ nấu vậy thôi là đủ ngon rồi nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an, dồi dào sức khỏe. Mình cũng mong cô chú anh chị em yêu thương mình, cho mình một cái đăng ký và một cái đia chia sẻ nha. Để ủng hộ mình xin cảm ơn rất là nhiều. Nếu mình nói có gì sơ sót lặp dập á, nhiều khi những món ăn mình để trước mặt rồi tự nhiên mình quên mất tiêu luôn, không biết tên gì luôn á, rồi lát lựng khựng lát mới nhớ. Thì mong cô chú anh chị em cũng đã từng ăn chay thì mình cũng hỷ xả cho mình nha. Mình xin chào.